Thưa quý vị, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, nữ mạng là người có tính cách thanh cao, sống trọng lễ nghĩa và thấu hiểu đạo lý. Vậy nên cuộc sống gặp nhiều may mắn và tuổi Xế Chiều thì hưởng phúc bình an bên chồng con. Năm 2022 thì vận mệnh của nữ giới sinh năm 1968 có thể gặp biến động bởi sự chi phối của sao Kế Đô và hạn Thiên Tinh. Để tìm hiểu chi tiết tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Mậu Thân, nữ mạng sinh năm 1968 vào năm 2022 Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao, mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi bài phân tích ngay sau đây của Phong Thủy Gia Cát với sự trợ duyên bởi thầy Gia Cát. Tử vi tuổi Mậu Thân năm 2022, nữ mạng sinh năm 1968, tuổi âm lịch 55 tuổi, sao chiếu mệnh Kế Đô, cẩn thận thị phi, gặp chuyện phiền muộn. Mệnh Đại Trạch Thổ, thổ sinh kim, tốt. Địa chi tuổi, tuổi Thân lục xung với tuổi Dần, không quá tốt. Thiên can tuổi, Mậu gặp năm Nhâm tương khắc, không quá tốt. Tuổi Mậu Thân nữ mạng là người có tính cách thanh cao, sống trọng lễ nghĩa, hiếu đạo với cha mẹ. Vậy nên cuộc sống gặp nhiều may mắn tuổi Xế Chiều, hưởng hạnh phúc bên chồng con. Năm 2022, vận mệnh của nữ giới sinh năm 1968 có thể gặp biến động bởi sự chi phối của sao Kế Đô và hạn Thiên Tinh. Để tìm hiểu chi tiết tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Mậu Thân vào năm Nhâm Dần sẽ diễn biến ra sao, mời quý vị theo dõi bài phân tích ngay sau đây. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Thân năm 2022, nữ mạng. Những người sinh năm 1968 thuộc tuổi Mậu Thân có ngũ hành nạp âm bản mệnh là Đại Trạch Thổ, tức đất nền nhà. Trong bát trạch phong thủy, nam mệnh tuổi này thuộc cung Khảm, một trong những phi cung của Đông Tứ Mệnh. Vào năm 2022, Mậu Thân 1968 bước sang tuổi 55, tính cả tuổi Mộ. Bên cạnh đó, để suy đoán được bản mệnh của nữ tuổi Mậu Thân trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ xoay chuyển như thế nào, cần phải xem xét mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can và địa chi của năm đó với năm tuổi của đương số là năm Mậu Thân. Theo âm lịch, năm 2022 có ngũ hành bản mệnh Kim Bạch Kim, tức vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành mệnh thổ của Mậu Thân có tính tương sinh với hành kim của năm Nhâm Dần. Xét theo thiên can, Mậu thuộc thổ, tương khắc với Nhâm thuộc thủy. Xét theo địa chi, Thân nằm trong mối quan hệ lục xung với tuổi Dần. Có thể thấy rằng, bản mệnh của nữ giới tuổi Mậu Thân trong năm Nhâm Dần tương sinh về ngũ hành. Tuy nhiên, can chi xung khắc, cuộc đời của người nữ tuổi này không gặp nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, sống an yên, vui vẻ bên chồng con ở tuổi Xế Chiều. Bản mệnh cũng là người biết sống hiếu đạo, nhân nghĩa nên được nhiều người nể trọng. Do đó công việc luôn thuận buồm xuôi gió, gặp khó khăn cũng có quý nhân phù trợ. Giai đoạn đầu năm, công việc có gặp một vài rắc rối khó tiến hành đúng như dự định. Tuy nhiên, chỉ cần cố gắng và tập trung hoàn thành mục tiêu đến cùng thì mọi sự vẫn hanh thông, trôi chảy. Thời điểm cuối năm khá bận rộn, nhiều dự án liên tiếp có thể khiến cho bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc. Điều này có thể gây mất cân bằng tâm lý, dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, bất hòa trong gia đạo. Tuy nhiên, sự thấu tình đạt lý và tâm tính rộng lượng giúp cho bản mệnh nhanh chóng cân bằng lại các mối quan hệ một cách tốt đẹp. Để cho mọi việc được hanh thông thuận lợi, những gia chủ tuổi Mậu Thân hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải xung khắc với thái tuế của năm. Kim bài thái tuế là pháp khí chuyên hóa giải vận hạn do xung khắc với thái tuế mang lại. Mặt trước của kim bài được in hình quan hành khiển thái tuế của năm là Hạ Ngạc Đại Tướng Quân. Mặt sau của kim bài có khắc lệnh phù thái tuế, mang theo kim bài để tỏ lòng thành kính với quý thần, nghênh đón ngài để được ngài che chở, gia trì công đức cho gia chủ. Luận giải tử vi năm 2022 của tuổi Mậu Thân trên các phương diện, công việc sự nghiệp. Trong năm Nhâm Dần, công việc của nữ tuổi Mậu Thân có thể trải qua một vài thăng trầm đầu năm, nhưng lại suôn sẻ ở cuối năm, bản mệnh có thể gặp phải một số trục trặc về tiến độ công việc. Sự quá tải khiến mọi thứ ở mức bão hòa. Tuy nhiên, nữ tuổi Mậu Thân vốn bản lĩnh và hoạt bát nên tình trạng này không kéo dài quá lâu. Bên cạnh đó, trong năm 2022, có thể có nhiều dự định quan trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Do đó, bản mệnh nên cân nhắc và bàn tính kỹ lưỡng với người thân, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Nhìn chung, công việc trong năm 2022 của nữ Mậu Thân không có quá nhiều biến động nên nguồn thu nhập hầu như không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều vấn đề phát sinh trong gia đình có thể làm hao tổn tài chính nên xem xét chi tiêu kỹ lưỡng và học cách tiết kiệm trong mọi trường hợp. Tình duyên,
chuyện tình cảm trong năm 2022 có thể sẽ phải trải qua một vài biến động. Sự bận rộn trong công việc có thể khiến cho bản mệnh lơ là tình cảm gia đình, khiến các mối quan hệ xung quanh trở nên nhợt nhạt, cuộc sống thiếu sinh khí. Dù bận rộn đến mấy, cũng nên dành một ít thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình. Đây vừa là cách hâm nóng tình cảm, vừa giúp hóa giải một số vận hạn liên quan đến gia đạo trong năm Nhâm Dần. Bên cạnh đó, hãy luôn giữ tinh thần thoải mái, thái độ hòa nhã với đồng nghiệp, căng thẳng quá độ, có thể nảy sinh nhiều bất hòa, khiến cho công việc gặp nhiều khó khăn. Đối với bản mệnh Mậu Thân chưa lập gia đình, nên tạo cơ hội cho đối phương và mở lòng nhiều hơn. Quý bạn có thể cảm nhận được sự chân thành và nhiều niềm vui mới mẻ từ nửa kia. Đường tình duyên viên mãn sẽ giúp cho quý bạn cảm thấy cuộc sống này càng thêm phần ý nghĩa. Tài lộc. Tình hình tài chính trong năm 2022 của nữ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 dần ở mức ổn định. Mặc dù gặp phải một vài khó khăn nhưng không bị ảnh hưởng nhiều. Thời điểm đầu đến giữa năm có thể phải chịu hao tốn tài chính, tuy nhiên từ giữa đến cuối năm tài vận dồi dào, nhiều vận may kéo đến, công việc thuận lợi, mọi sự như ý. Bản mệnh và gia đạo có cuộc sống sung túc, không lo phiền muộn, không chịu thiếu thốn về vật chất. Bên cạnh đó, để tăng cường thêm tài lộc và tránh việc thất thoát tài lộc mất tiền, quý gia chủ cần phải luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, mang theo bên mình để được thần Phật che chở độ mạng, gia trì công đức, tăng cường phúc đức và gia đạo cho gia chủ. Bên cạnh đó, khi mang theo pháp khí bên mình, sẽ được hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời khai mở cung tài lộc, giúp cho gia chủ phát triển sự nghiệp, công việc làm ăn kinh doanh cũng từ đó mà thuận lợi, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Sức khỏe. Có vẻ như tình hình sức khỏe của nữ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm 2022 có phần kém hơn so với năm trước. Bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, tìm cách thư giãn đầu óc, giảm bớt áp lực căng thẳng gây tổn hại đến sức khỏe. Đồng thời nên thường xuyên hoạt động thể chất để rèn luyện thể lực, chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt khoa học để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Lối sống lạc quan, suy nghĩ tích cực sẽ giúp cho bản mệnh giảm thiểu các bệnh lý về thần kinh, máu huyết, tai mắt thường gặp ở độ tuổi trung niên. Xem sao hạn của tuổi Mậu Thân nữ mạng trong năm 2022. Sau đây là những sao có ảnh hưởng lớn tới vận mệnh của tuổi Mậu Thân nữ mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh, sao kế đô chính là sao chiếu mệnh của phụ nữ tuổi Mậu Thân trong năm 2022. Đây là một trong những hung tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao này chiếu mệnh có thể sẽ bị ảnh hưởng đến công việc, gia đạo, dễ vướng thị phi, điều tiếng. Tuy nhiên, nếu biết cách đối nhân xử thế và cân bằng được tâm tính thì vận hạn có thể nhanh chóng được hóa giải. Người bị sao này chiếu mệnh tâm tính nóng nảy, dễ cáu giận, dễ căng thẳng trong cuộc sống. Vì vậy nên trong thời gian này, mối quan hệ với mọi người xung quanh không tốt lắm, không cẩn thận, có thể vướng vào những tai tiếng không đáng có, làm ảnh hưởng đến tinh thần. Tuy nhiên, nếu nữ tuổi Mậu Thân bị sao kế đô chiếu mệnh, khi đang mang thai thì sẽ gặp nhiều may mắn, cả mẹ con đều mang phúc khí, an bình, sinh nở mẹ tròn con vuông, gia đạo cũng vì thế mà ăn nên làm ra, vợ chồng an khang thịnh vượng. Hạn tuổi. Những người nữ tuổi Mậu Thân có thể bị chi phối bởi hạn thiên tinh trong năm Nhâm Dần. Đối với người nữ tuổi này đang mang thai, hạn chế leo trèo hoặc đi đứng ở những nơi không thăng bằng. Bản mệnh gặp hạn thiên tinh nên chú ý sức khỏe, ăn uống điều độ, kỹ lưỡng, nếu không dễ mắc phải các bệnh lý về đường tiêu hóa. Quan trọng nhất, bản mệnh đang gặp vận hạn này nên tích nhiều phước đức, thành tâm với chánh pháp, thường xuyên niệm Phật cho mọi tai ương nhanh chóng được hóa giải. Hóa giải sao hạn. Hạn thiên tinh và sao kế đô tuy có ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe của bản mệnh nhưng vẫn có cách hóa giải. Phương pháp tự nhiên nhất chính là nữ tuổi Mậu Thân nên chú ý chế độ sinh hoạt, ăn uống sạch sẽ, cẩn thận, đi đến đâu cũng nên thận trọng, thành tâm niệm Phật để mọi sự được thượng lộ bình an. Bên cạnh đó, giữ tâm tính bình lặng, tránh hơn thua vì danh lợi hiếu thắng mà mang họa bản thân. Lối sống rộng lượng vị tha sẽ khiến cho lòng người tự khắc tâm phục, khẩu phục, yêu mến và nể trọng, thị phi điều tiếng tự khắc được giải trừ. Nếu quý bạn vẫn chưa yên tâm và muốn tìm phương pháp hóa giải vận hạn, các bậc thầy phong thủy khuyên gia chủ nên sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Đây chính là pháp khí phong thủy sử dụng bộ tam hợp quý thần của tuổi Mậu Thân, mang theo vòng bên mình, sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, làm gia tăng mối quan hệ hòa hợp vợ chồng, hòa hợp nhân duyên, hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại trong công việc cũng như trong cuộc sống. Khi mọi việc xấu không còn, tài lộc ắt sẽ tự đến với gia chủ.
Luận tử vi tuổi Mậu Thân năm 2022 nữ mạng theo tháng. Theo tử vi chọn đời, nữ tuổi Mậu Thân trong năm 2022 này có nhiều cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, cuộc sống cụ thể diễn biến như sau. Tháng 1, gặp một số trục trặc trong công việc, cần tập trung hoàn thành mục tiêu đến cùng. Tháng 2, áp lực và căng thẳng có thể gây ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, vướng vào tai tiếng thị phi. Tháng 3, gia đạo gặp một vài bất hòa nhưng nhanh chóng được hóa giải. Tháng 4, mở rộng thêm mối quan hệ trong làm ăn, nhiều cơ hội rộng mở. Tháng 5, gia đạo có chuyện vui, có thể là chuyện của con cái. Tháng 6, nhiều dự án mới vận may liên tục tìm đến. Tháng 7, bận rộn với công việc, được sự tương hỗ đắc lực từ đồng nghiệp, đối tác. Tháng 8, có thời gian tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình. Tháng 9, sức khỏe gặp vấn đề, có thể mắc các bệnh lý về đường ruột, tiêu hóa. Tháng 10, công việc gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, tài vận phát triển mạnh mẽ. Tháng 11, nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, chuyện vui liên tiếp kéo đến. Tháng 12, công việc vào quỹ đạo, tài chính ổn định, cuộc sống an yên, đầm ấm bên gia đình. Đối với nữ tuổi Mậu Thân trong năm 2022 Nhâm Dần, cuộc đời gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Ở tuổi 55, người nữ tuổi này sống đầy đủ, nhân lễ nghĩa chí tín, nên công việc hanh thông, nhiều người ngưỡng mộ, gia đạo hòa thuận, yên vui. Thưa quý vị, đối với tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 trong năm 2022 Nhâm Dần, thì cuộc đời gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Ở tuổi 55, người nữ tuổi này sống đầy đủ, nhân, lễ, nghĩa, chí tín, cho nên công việc hanh thông, nhiều người ngưỡng mộ, gia đạo hòa thuận, yên vui. Và hy vọng rằng, những điều mà Phong Thủy Gia Cát vừa mới chia sẻ sẽ mang đến cho tất cả quý vị những thông tin hữu ích về vận trình số mệnh của nữ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong năm Nhâm Dần. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những nội dung lần sau.